Rồi, Quốc Hùng rất vui được gặp lại toàn thể tất cả các anh em. Trong video hôm nay, Quốc Hùng lại giới thiệu cho tất cả các bác một cái sản phẩm, một cái bàn mixer liền công suất. Đây, có cả Effect, Echo Reverb cực kỳ là chuyên nghiệp cho tất cả các bác chơi. Đây, và trong bộ này thì bàn mixer là bàn mixer của Yamaha MX5000. Đấy, có tổng cộng là 12 line, trong đó là có 8 line mono và 2 line CT. Đấy. Rồi, em đang ghép là một cái đôi lo B-Way Pro 15. Đấy, lo bát neo từ neo bát 40 một chiếc kèn. Vâng, em đã kết nối xong và hiện tại đang là một mixer kết nối với mixer không dây, mixer có dây SM58 nha các bác nha, hàng Canada. Rồi, chúng ta đi vào thưởng thức tiếng nhạc rồi em sẽ giới thiệu qua sơ qua cái bảng mixer này. Con này nó đánh ra 3 chế độ công suất là ở 500W trên một lo. Đấy, và 300W trên một lo và 100W trên một lo. Hiện tại mới đối với cái lo BR15, công suất max của nó là 400W nên là em để là chế độ công suất là 300W nha các bác nha. Đấy, để chế độ công suất là 300W đang ở nằm giữa. Đấy, với những đôi lo lớn hơn thì chúng ta sẽ để 500W. Vì cái đôi lo này là mát nó chỉ có là 400W thôi nên là không để lên 500W được. À, rồi ở cái bàn này thì nó sẽ có là tổng cộng là 8 line mono cho mic, và ở đây là gồm 2 line CT là 90, 11, 12. Đường tín hiệu vào line vào cũng là 90, 11, 12 luôn các bác nha. Các bác cắm qua mono thì cũng được, 7, 8 cũng được nha. Đấy. Có đường sub out. Đấy. Rất là nhiều đường ra sub in này,
đường Shipping vào Edfest, đường Sen của Edfest. Cho các bác muốn kết nối với những Edfest rời ở bên ngoài. Và thực chất là con này Edfest nó rất là hay rồi bác, cực kỳ là hay luôn. Hai chế độ Edfest luôn. Đấy, chúc em để test chế độ Edfest cho các bác. Hai chế độ Edfest đây. Rồi, đi qua cái phần bằng Line Mono trước. Thì ở 8 Line Mono thì nó sẽ tương ứng với 8 cái hàng dọc như thế này nha các bác. Đó, 8 hàng như thế này. Ở đây, tới đây là 8 Line. Khi chúng ta cắm mic Line nào thì chúng ta sẽ chỉnh từng hàng dọc ở Line đó. Đấy. Ở đây thì em đang cắm ở Line 1. Em sẽ bật Line 1 lên. Em như thế này là bật cho đèn nó sáng là bật cho quá nha. Còn đèn mà tắt á thì là nó cách cái tín hiệu của cái đường Line đó. Nên là nó sẽ không có tín hiệu. Thì các bác muốn có tín hiệu thì phải bật lên. Nút on này nó phải sáng lên. Đây, nút on này nó phải sáng lên nha. Đây là cái volume. Cạc lên để tăng giảm âm lượng. Again, tăng giảm tại tần số. Tần số ở đây thì hướng từ 12 giờ đổ về các bác nha. Tăng giảm lên nữa thì nó sẽ gây vỡ tiếng và audit. Rồi, thì tương tự với cái Line 1 này thì tất cả những Line như bên này thì nó cũng vậy. Thì ở đây chúng ta sẽ cứ Line này, chỉnh gain này, jack này, mic mic cao, mic thấp và bass. Đường option 1, option 2 là đường cho tất cả các bác kết nối với effect rồi bên ngoài. Còn trong cái bàn mixer này nó có effect sảnh thì các bác không cần nha. Đấy. Rồi ok. Ở Line CT cũng vậy, Line CT thì các bác cũng chỉnh ở đây. Ở đây thì nó sẽ không có con mic dây cao mic, thì mic nó sẽ tích hợp luôn để các bác chơi nhạc. Như ở đầu video thì em đã có chỉnh cái lượng EQ này. Đấy. Lượng EQ chỉnh nó phê rất là hay, cực kỳ là hay các bác. Những bàn mixer mà có lượng EQ thì nó sẽ rất là hay luôn. Rồi ok, đèn tín hiệu và những cái nút chỉnh phần shipping và phần offset vào effect rồi. Mấy cái này thì nói chung là chúng ta sử dụng effect phía trong này thì chúng ta không cần. Đặc biệt là con này có phần sub out các bác nha. Sub out đánh sub hơi rất là ok. Rồi. Giờ thì em đi vào phần effect cho tất cả các bác là cái phần chủ đạo của trong cái con mixer này. Vì effect nó rất là hay và chuyên nghiệp. Đây. Rồi test phần effect tí nha bác nha. Vâng đây. Thì khi mà bật effect thì tất cả các bác phải bật lên nút on nha. Nó sáng thì nó mới hoạt động. Ở dưới này thì hai volume này chúng ta sẽ đói lên, nếu không đói thì nó không có tác dụng nha. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lê, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vâng, thì ở đây thì em sẽ đỡ ở cái nấc là 5 và 7 như các bác nha. 5 và 7. Đấy. 5 là dị vật Waka 2 của bên FS1. Và bên FS2 là phần số 7 là Waka Echo 2 nha các bác nha. Đấy, một bên là em để phần reverb và một bên là em để phần echo. Thì chúng ta sẽ reverb và echo nó sẽ hợp với nhau. Khi chúng ta hát thì rất là chuyên nghiệp luôn.
lên 1 2 3 4 5 6 7 rồi thứ đoạn nha bác nha. Tình cha mát như vần thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, con nghiền ghi sâu trong tim. Cha hỡi, cha già dấu yêu. Đó là ok, rất là chuyên nghiệp nha bác. Rồi, đây, đó là phần hãy cho chị vượt. Thì nói chung là nó sẽ là có 16 chế độ cho các chính. Các bác muốn vọc vạch thế nào, các bác muốn hát chế độ nào cũng được. Còn em này em sẽ chính nó là ở 5 và 7. 5 ở đây là reverb vodka 2 và 7 ở phía bên này là vodka echo 2 và ở đây là reverb 2 này. Reverb 2 và vodka 2. Đây là nó tiếng sẽ trúng hơn cho các bác hát karaoke gia đình. Ở cái phần này thì nó sẽ có một cái hai cái volume. Đây hai cái volume đây bác. Hai volume về dưới hai cái nút ở đây nha bác nha. Đây, đây là hai cái volume. Đó. Em sẽ chỉnh cái độ vang vọng của nó cho tất cả bác tham khảo nha. Nhớ đây. Em sẽ tắt đi. Đây. Phần echo. Phần này là phần echo đây. Muốn các bác muốn echo vang vọng nó dài ngắn thế nào thì các bác vặn cái volume này đây. Alo 1 2. Này là phần echo không bác nha. Đây em tắt phần vượt rồi. Alo 1 2 3 4. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đấy, mình chỉnh độ vang vọng nó vừa đủ thôi các bác nha. Alo 1 2 3 4. Đấy. Rồi. Tắt phần vượt này, tắt phần echo này qua phần vượt này. Alo 1. Lên, lên 1 2 3 4 5 6 7 6 7 là ok bác kìa. Lên 1 2 3 4 5 6. Rồi bật ra 2. Lên 1 2 3 4 5 6 7. Cực kỳ là chuyên nghiệp nha bác nha. Rồi. Thì với cái bàn mixer này thì nó sẽ tích hợp có thể nói là một cái bộ dàn âm thanh chuyên nghiệp từ tổng cả là 4 sản phẩm trong một cái bàn mixer này. Thứ nhất là đẩy công suất này. Đấy, đẩy công suất con này lên đến là 500W trên một kênh này. Đó. Thứ hai là EQ. EQ thì có phần lượng EQ và phần chỉnh EQ ở trên các line. Đấy. Thứ ba là năng tiếng. Năng tiếng thì nó có năng tiếng rất là nhiều. Rất là nhiều năng tiếng. Năng tiếng ở đây. Đấy các bác. Đấy, năng tiếng ở đây. Và năng tiếng ở trên các line game. Và năng tiếng tổng. Đó. Thứ tư là effect là tức là một con vang. Đấy, tức là một con vang là effect. Đấy, với mà cái thiết bị một cái bàn mixer như thế này thì nó rất là tiện lợi để tất cả bác chơi, để tất cả bác chơi việc cắm mic và vang và đẩy thì là xin lỗi cắm mic và loa thì các bác hát thì tiện rất là tuyệt vời rồi. Đấy. Và ở đây thì chúng ta sẽ có tính sơ sơ với một cái con đẩy Yamaha mà xịn mà công suất 500W thì tất cả bác phải mua được gần là với mức giá là
cũng phải như 2020 thì nó chỉ có 350W thôi. Đấy. Mà giá nó đã là 12 triệu các bác. 12 triệu. Thì nếu mà em cho các bác mua cái con mà Yamaha mà 500W thì cũng cho 10 triệu đi. 10 triệu một chiếc vang. Vang cơ mà nó H hay hoặc là vang số H hay thì cũng nằm giá 3 triệu. Đó. Là 13 một chiếc lọc và một cái nâng tiếng 13 lọc là 6 triệu, 19 nâng tiếng 2 triệu là 21 triệu. Với tổng sản phẩm là nếu mà 21 triệu tất cả bác hát ok thì nó sẽ tích hợp trên một cái bàn mixer này. Đấy. Và trong khi các bác chỉ sử dụng một cái bàn mixer như thế này, giá nó lại rất là hợp lý cho các bác, và nhìn các bác nhìn vào nó hiện đại hơn, rất là hiện đại. Và hàng bên em về thì cũng cập bến cực kỳ là mới. Với cái bàn mixer này thì bên em đang bán với mức giá là 14 triệu 500 ngàn. Giá cực kỳ là tốt. Đấy, cực kỳ là tốt nha. So với tất cả các bác mà muốn sắm riêng một cái bộ dàn đầy đủ các thiết bị mà để hát cho hay thì nó rất là cao tiền. Đây là các bác nào mà cân đối được tài chính và cũng như là thích chơi vọc vạch những cái dòng mixer như thế này thì liên hệ với Quốc Hùng. Dòng Yamaha EMX 5000, con này thì hàng xuất nhập, chạy điện là 100V, sản xuất tại Taiwan. Rồi ok, em thì còn nỗi lo B-Way Pro 15 thì lo sử dụng bass 40 như là em qua một trip rồi, tất cả là từ neo em giới thiệu đầu video, thì đô lo này có giá là 15 triệu bên em bao ship nha. Đấy. Tổng trị giá của hai sản phẩm như thế này thì chưa đến là 30 triệu nha bác. Nếu các bác nói cả bộ combo như thế này chưa đến là 30 triệu và cả bác thì việc về là cắm và hát. Đấy. Ok rồi thì giá thì em đã báo và em đã test qua cho các bác để các bác tham khảo. Thì mọi chi tiết mua sắm sản phẩm thì tất cả bác liên hệ của Hùng qua số điện thoại trên màn hình. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả bác những video sau.